Mitsubishi Xpander đời 2019 làm thêm chìa khóa thông minh. Đây là chìa gốc của khách nè. Lock nè. À, mở nè. Chìa mới nha. Lock nè. Mở nè ha. Mẫu này là mẫu đồ màu Audi nha. Rồi bây giờ mình để cái chìa khóa gốc ở ngoài để đem vào kiểm tra coi như là test đề ha. Nổ máy. Rồi. Tối quá, làm buổi tối. Rồi đây nè. Lock. Màu màu Audi nha. Nhìn đẹp sang ha. Rồi, nổ máy thử luôn nha. Rồi. Rồi, chìa gốc nằm ngoài rồi. Xe lên ha. Tua lên rồi đâu. Đồng hồ tua lên rồi. Rồi, cần làm chìa khóa smart key ô tô Xpander Outlander Pajero Triton Astrea thì liên hệ mình ha, thời khóa biên hòa.com ạ. À. Cảm ơn quý khách ủng hộ. Mẫu này đẹp nha, sang. Khách thích mẫu độ thì liên hệ mình. Muốn có mẫu zin cũng có nha.